Chào ngày mới, Khang Audio 18 Bình Dương kính chúc các thượng đế ngày mới tìm thấy được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trân trọng cảm ơn các thượng đế đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh YouTube của mình cho người khác biết. Số điện thoại 88 479 nơi các thượng đế gửi chọn niềm tin. Báo cáo với lại các thượng đế bây giờ là 11 giờ 6 phút. Hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2023. Lời đầu cho mình gửi lời tới những đồng chí nào đã gọi điện, nhắn tin, bình luận, đặt hàng mà mình chưa phúc đáp được, mong các đồng chí hết sức bình tĩnh tiếp tục cho mình một cơ số thời gian nữa, mình sẽ phúc đáp tất cả. Trân trọng, cảm ơn. Thời gian này mình đang có một số công việc có... ừ. ảnh hưởng đến cái vấn đề âm ly loa đài nên là bởi vậy là các thượng đế mà liên hệ với mình mà không được thì một lần nữa mong các thượng đế cũng lượng thứ cho, nha. Đấy. Trước tiên báo cáo tình hình để các thượng đế được khoan hỉ Đây là băng cassette 5 cuộn băng cassette loại băng cụ tổ Đó là băng Maxen UD2 còn nguyên cả ni lông Địa chỉ đến ấp trà quýt A thị trấn Châu Thành Huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng mang biển số 83 83 Sóc Trăng 84 Trà Vinh nha. 85 Ninh Thuận và 86 Bình Thuận Tiếp theo Băng cassette đến thủ đô Hà Nội Địa chỉ đến Phú Nhi 3 phường Phú Thịnh Thị xã Sơn Tây Sơn Tây, thủ đô Hà Nội Nói Sơn Tây thì các đồng chí không ai là không biết đến uh, Tác phẩm Đôi mắt người Sơn Tây Nha Còn đây, trân trọng gửi người quan họ Đây cũng là băng cassette Địa chỉ đến Song Hồ, huyện Thuận Thành Tỉnh Bắc Ninh Mang biển số... 99 98 Bắc Giang 99 Bắc Ninh nha yeah. trân trọng cảm ơn các thượng đế còn bây giờ xin thưa với lại các thượng đế đây là hai cục biến áp nguồn của âm ly Genbo GX68 12 con sò than lớn cái này phá ra ở cái âm ly của công ty điện tử Phúc Lộc Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam sản xuất nhé. Yeah. đấy địa chỉ công ty này là ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ờ, cục biến áp nguồn này rất chi là nặng rất chi là nặng Đấy, và rất chi là tốt âm ly hỏng rồi mà nguồn chưa hỏng âm ly hỏng rồi mà nguồn chưa hỏng chỉ cần nhìn thấy cái 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 cách người ta thiết kế như thế này đây nhá để đã biết là chất lượng cao rồi bốn góc thì bắt bốn con vít chạy suốt bắc nam bắt phè phè nó kít kín khịt như thế này Đấy, xong lại còn ốp thêm cái này vào đây nữa nhìn nó rất chi là giống tây nhá thì ở bên đây là hai cái dây này hai cái dây này thì về bản chất vấn đề nó là vào cuộn sơ cấp Nhá. À, điện áp vào quận sơ cấp thế điện áp ra ở đâu điện áp ra ở quận thứ cấp thì điện áp ra ở đây nó có 6 giây nó có 6 giây thì về bản chất vấn đề của cái âm ly karaoke ấy, nhá thì nó có một cái mức điện áp đầu tiên đó là cấp cho mạch công suất thì ở đây nó giao ở đây nhà sản xuất ghi là 40V này 40, 40, 40V này 40V đối xứng nhá Đấy. và mức điện áp thứ hai là 30V đối xứng để cấp cho mạch tiền khuếch đại Mạch tiền khuếch đại là gì? Là cái mạch bát chét chứ động chẳng có gì là ghê gớm cả. Tín hiệu ở ngoài vào nhá, vào qua cái mạch nhá, bát chét thì đấy là mạch đấy là mạch tiền khuếch đại. Nghe thì có vẻ ghê gớm nhá. Có nhiều đồng chí hỏi cái cầu chữ U chữ ớ này nọ cái loại cái chai nghe cái từ cầu chữ U nó có, có, vẻ là nó ghê gớm. Thế nhưng về bản chất vấn đề Kính thưa các loại âm ly ở trên quả đất này Nếu nói đến cầu chữ U thì nó cũng chẳng có gì là ghê gớm cả Nó đều phải tuân thủ nhá đều phải phải tuân thủ theo một cái nguyên lý nhất định Đấy. cái cục biến áp nguồn này đang hoạt động bình thường mình đã có một cái video mình giới thiệu rồi cục biến áp này là cục biến áp số 14 cục biến áp này là cục biến áp số 15 hai cái cục biến áp này giống hệt nhau và đang chất lượng như nhau nhá thì có một số đồng chí gọi cái này là cái cái tăng phô nhá thì các đồng chí muốn gọi nào thì gọi chứ mình thì ngày xưa cách đây là một cơ số năm nhà một cơ số chục năm chứ không phải một cơ số năm một cơ số chục năm mà đi học nghề điện tử thì cái này người ta gọi là biến áp nhá biến áp đấy thì mình gọi là biến áp thì còn các đồng chí gọi là tăng phô hay là tăng phố đấy là việc của các đồng chí bắt chuột là việc của mèo nhá hai cục biến áp nguồn này mình cung cấp với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ đệ nhất thiên hạ rẻ đó là 650.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển và cũng thông tin để các thượng đế được khoan hỉ đã có một người anh em có cái bụng tốt ở địa chỉ ấp Phước Lợi à, ấp Phước Lợi A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tỉnh Vĩnh Long thì mang biển số 64 nhá. À, 62 Long An, 63 Tiền Giang, 64 Vĩnh Long, 65 Cần Thơ, 66 Đồng Tháp nhá, 67 An Giang, 68 Kiên Giang và 69 thì quay về Cà Mau. Nói đến Cà Mau thì là lại không, không dám tới về cả không dám tới Cà Mau. Vì sao ạ? À? Vì về Cà Mau thì lại thương cô út liền Ở đây mình đã chuẩn bị cái thằng cu này, này Chuẩn bị cái thằng cu này Để làm gì? Để kiểm tra sơ bộ thôi Kiểm tra sơ bộ với cái cuộn thứ cấp Cái cục biến áp nguồn ở âm ly cũng như ở những chiếc thiết bị khác ở đài chẳng hạn Bao giờ nếu như nó trục trặc thì bao giờ cũng vậy là nó trục trặc Cuộn sơ cấp là chủ yếu Chứ cuộn thứ cấp là nó rất ít khi trục trặc Đấy, Tức là cuộn sơ cấp là điện áp vào Thì ở đây Đây là hai cái dây điện áp vào Nhá, ở bên đây cũng vậy Thì có một cái dây là nối chung vào luôn để làm gì để nối vào cái que đo này để nối vào cái que đo này còn một cái que đo này để lại tại vì có một một tay thì cầm điện thoại rồi thì còn một tay thì giờ cầm que đo thì đo luôn nhá đây này đo này ta tiến hành E qua đo đây ta tiến hành e qua đo đây À ta tiến hành E qua đo nhá e bỏ ra này đấy. đấy bên đây nữa nhá đây bên đây nữa này bên đây này ta tiến hành Ecuador này này đấy rồi nhá bây giờ kiểm tra xem nó có mát hay không có nhiều người cẩn thận vào kiểm tra đây xem nó có mát hay không mát làm sao được nhá thế là nó có giò, giò giò, điện đấy này đấy bên đây nữa này, này. làm sao mà giò được đây này. đấy cũng biết áp nguồn này nếu như nó mà nôm nàng ngắn gọn lại nếu như nó mà cháy rồi nhá thì đương nhiên là là chỉ có bán đồng nát chứ không làm gì có cái chuyện đăng lên cái kênh YouTube của lão nông chi điển nha đang hoạt động rất chi là tốt ổn định nhá cũng biến áp nguồn này thì uh, người anh em có cái bụng tốt ở sóc trăng uh, bỏ mua về để uh, coi như thế là lắp uh, tự tự lắp dựng cục đẩy công suất thì đúng là tuyệt vời mà lại bố trí hai hai cục để giống hệt nhau nhá thì về mức điện áp là không phải suy nghĩ riêng về nguồn là không phải suy nghĩ gì rồi mỗi một vế cho một cục biến áp nguồn hai vế hai hai cục này, giống như kiểu cái âm ly uh, Pioneer uh, uh là mã đấy nó cũng hai biến áp nguồn hoặc là cái âm ly sân xui uh, D AU607 đúng không ạ còn đây cũng hai biến áp nguồn nha đấy hỏi thế cũng ngắn gọn như vậy thôi giờ cũng lại đến giờ coi như thế là vào việc khác rồi trân trọng cảm ơn các đồng chí thân ái chào tạm biệt Merci Merci beaucoup